Dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng nhiều đến lao động sản xuất đời sống của bà con, đặc biệt bà con thuộc diện hộ nghèo. Trước tình hình đó, Chùa Hưng Phước, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên đã trao tặng 500 phần quà cho bà con thật sự khó khăn. Bà con được nhận quà đợt này là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người mù, tàn tật, già neo đơn, những người bán vé số, chạy xe ôm, thất nghiệp tạm thời khi diễn ra dịch Covid-19, hiện đang sinh sống trên địa bàn thị trấn Nam Phước và ở các xã lân cận thuộc huyện Duy Xuyên. Đại đích Thích Pháp Lạc, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên, trụ trì Chùa Hưng Phước cho biết, Chùa Hưng Phước đã phối hợp với chính quyền địa phương đến tặng nhà người dân để chia sẻ những phần quà, bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, đường và khẩu trang, dung dịch sát khuẩn nhằm động viên khích lệ bà con vượt qua khó khăn trong mùa dịch Covid-19. Phần quà tuy nhỏ nhưng cũng làm ấm lòng bà con trong giai đoạn đầy khó khăn này, nhất là yên tâm ở nhà để thực hiện tốt việc cách ly toàn xã hội mà Thủ tướng đã có chỉ thị. Ngoài ra, Chư Tăng và Phật tử Chùa Hưng Phước còn ủng hộ những suất cơm, nước uống, khẩu trang, dụng cụ y tế tại các trạm gác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện.